Anthony Martial sẽ rời Manchester United. Mùa hè 2024 là thời điểm Martial kết thúc hợp đồng với MU. Vì nhiều lý do, hai bên quyết định không gia hạn hợp đồng, ngôi sao người Pháp khép lại 9 năm gắn bó với sân Old Trafford. Anthony Martial gia nhập Man United từ Monaco hồi mùa hè năm 2015 dưới thời huấn luyện viên Louis van Gaal. Khi đó, Martial là cầu thủ tuổi trên có mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử, vượt qua kỷ lục của Luke Shaw và Mark Guy nhất trước đó. Mùa giải thăng hoa nhất của Martial là 2019-20. Khi đó, ngôi sao người Pháp ghi 23 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 17 pha lập công ở ngoại hạng Anh. Qua 9 mùa giải, anh cùng Quỷ Đỏ giành 4 danh hiệu là FA Cup, Europa League, Carabao Cup và Siêu Cúp Anh. Anthony Martial xác nhận sẽ chia tay MU trong hè này, kết thúc 9 năm gắn bó với sân Old Trafford. Martial chia sẻ trên Instagram, tôi rất xúc động khi phải nói lời chia tay. Sau 9 năm gắn bó với MU, đây là thời điểm thích hợp để tôi bắt đầu hành trình mới trong sự nghiệp của mình. MU luôn ở trong trái tim tôi sẽ ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Tôi sẽ luôn theo dõi câu lạc bộ, xin cảm ơn vì tất cả và hẹn gặp lại.